lại trên con đường gọi là Võ Văn Kiệt. Tiếng mình chắc phải nói lớn một xíu, sợ các bạn không nghe, phải chắc nghe đó, tại vì như nó gần. Ok, right. Bây giờ chúng ta lên con đường Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt ở Sài Gòn. Mình hay kêu Sài Gòn vì mình quen rồi nha. Các bạn đừng bắt vẻ mình là thành phố Hồ Chí Minh hay cái gì nha. Mệt lắm, rảnh rồi. Ok, ở đây là Sài Gòn. Ở đây là gần là quận 5. Cái đường này cũng dễ đi các bạn. Trời, rất là to và rộng. Rất là nhiều cái để chụp luôn. Wow, mình thấy cái để chụp rồi nha các bạn ơi. Nhưng mà không có chụp, bữa nay mình có một cái lens mình mới được mượn của Nikon. Cái đó, cái máy ảnh. Máy ảnh, máy ảnh Z5. Wow, với một cái lens khủng khiếp đó bạn. Lens cap. Thật ra nói lens cap cũng đúng rồi. Nó chuyên về phong cảnh và kiến trúc. Mình sẽ khai thác hết cái chuyện này cho các bạn ha. Ok, nhưng mà trước hết thì chúng ta đến bữa nay thì mình muốn review ảnh và cũng như là review cái play của shop camera rất là uy tín ở Sài Gòn, đó chính là LP Camera. Mình được anh chủ ở đây chính là anh Quách Thiện Toàn á, anh mời đến để chia sẻ nhiều hơn. Wow, trời ơi, đây có hình các bạn ơi. Bạn thấy tòa nhà bên kia không? Wow, nó là hình đó. Buổi chiều ở đây chắc chắn là một cái tấm hình. Mình nghĩ xem mình sẽ ra đây để mình hốt hình ở ngoài đây. Perfect, wow, khủng khiếp. Các bạn chắc không nhìn ra cái gì đâu. Ok, bây giờ mình sẽ chạy tới camera nha. Gần sắp tới mình sẽ bật lên lại nhé. Ok, thì cái con đường nó cứ vậy thôi. Chào các bạn, sắp tới cái building của trụ sở chính của LP Camera. Yep, mình sắp tới rồi. Ok, rồi. Ở đây buổi sáng bây giờ là khoảng 10 giờ rưỡi các bạn. Ồ, đây bán tỏi. Wow, quá trời tỏi. Đây cái building này các bạn. Viva Residence. Ở trên đây có hồ bơi, có mấy cái view rất là hay. Mình bữa nay là vô khai thác luôn. Nhưng bữa nay cái mai cái trời nó mình hot phê, mình cần cái ánh sáng một xíu. Như cả tới này bữa nay mình review, chủ yếu review cái hình cho các bạn. Bữa nay review là thứ năm, ngày cuối năm rồi, thì mình tới mình chơi với anh Toàn nhé. Ok, Viva Camera. Ok, chúng ta sẽ đi vào rồi, chúng ta sẽ để xe. Chúng ta chạy vòng nha các bạn. Đó, đây các bạn thấy con đường không? Nó nằm đây, các bạn hay giữ xe để ngoài cũng được. Nhưng mà mình muốn ở lâu một xíu á, vậy mình sẽ phải giữ xe. Rất, wow, mát quá. Phê. Các bạn thấy bãi cái trống này không? Chỗ này chụp mẫu rồi, quá luôn. Chắc kêu anh Toàn làm bài cái workshop ngoài đây á. Ngon, top shop. Nó rất là hoang sơ các bạn, nhưng tại anh đập phá tùm lum bên đây nè. Ok, ở đây là chỗ khu thương mại các bạn. Xe không rồi ha. Right. Ok. Bây giờ thật ra bạn phải đi con đường ngoài bên đây nè. Ok. Này xe xuống hầm các bạn đừng nhớ vô nha. Mình là xe máy. Ok. Right. Ok, chỗ này mới là chỗ vô các bạn. Thấy đơn giản không? Thú vị đấy. Ok, right. Bắt đầu để số 1, số 2. Lên. Wow, top strong. Rồi giờ đây gửi xe như là 5.000 nữa nha. Cảm ơn. Ok, rồi các bạn xe đẹp ở đây gửi xe và đi xuống tầng trệt. Cái chỗ của anh Toàn ở tầng trệt nha các bạn. Wow, mát. Ít ra chỗ này nó mát, thoáng lắm rồi. Cái cảm giác là mát, chắc là do mùa Tết. Ok, mát lắm. Ok, mình vẫn đang review nha. Ok, mình chắc mình phải che mặt lại vì đang có để bảo vệ người khác, bảo vệ mình luôn. Cool, love it. Mình thấy mấy cái lam đẹp quá.
có thể chụp được á, nhưng mà mình chưa muốn chụp, mình muốn có cái thứ khác nữa. Bữa nào sẽ chụp cái này nha, chắc chắn luôn đó, phải chụp, không chụp không được. Thề luôn, đẹp lắm. Màu perfect. Mẫu lên đây chỉ có top ngồi thôi. Ok, mình sẽ đi xuống tầng tầng phòng. Ok, đi xuống này dễ hơn. Ok. Đi một vòng tham quan luôn các bạn ơi. Ok, good one. Dịch Đức Bình. Ok. Mình đang live stream à, gọi là không phải live stream mà là quay đi Perfect World Senior. Nguyên design. Đó, ok. Không biết ai. Nhiều quá. Ok. Các bạn xem ngay cái chỗ này nhé. À, lối vào trung tâm thương mại. Các bạn hãy vào đây. Nhưng mà mình muốn đi một vòng không? Ok, đi một vòng đi. Rồi. Wow, kế bên là cái trường học. Mình muốn các bạn đi nguyên một cái đường vào á, để thấy nó dễ đi. Thật ra các bạn có thể gửi xe ngoài đây nè. Ok. Đấy. Mình sẽ vào gặp anh Toàn review hình. Ở chỗ này là chỗ bán máy ảnh rất là uy tín nha các bạn. Các bạn có muốn mua hoặc là có muốn mua sắm phụ kiện gì đó mà nó uy tín thì cứ tới đây. Mình hay mua ở đây lắm. Đấy. Đây, kích hình vào đây các bạn. Đây. Cool. Đấy. Các bạn đi một xíu là thấy liền cái LP camera. À, đấy. Đây. À, cái LP camera nằm ở đây. Vô một xíu, đi xíu tới. Right. Hai, nó nằm đây. LP camera. Ta-da. 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 À, ok. Chào em. Hello anh, hello em. Năm mới bắt tài chú Vinh. Chưa. Ok anh. Trời ơi, bữa tới rồi, lần giờ tới tiếp. Nay chọn gì đấy vậy? Trời. Năm mới rồi, cuối năm rồi, em review hình thì em nhớ tới là LP camera có cái play rất là tốt để có thể vừa review hình rồi giải trí cũng như giới thiệu những cái sản phẩm tốt. Play hay ho để cho mọi người có thể okay, tới chứ bây giờ tự nhiên muốn mua đồ mà không biết chỗ nào mua. Ui chơi chán. Đây trời... có mấy cái cho anh trải nghiệm nè. Ôi trời. Trời ơi, mấy xe khủng khiếp chứ. Vừa mới vô là ảnh cho trải nghiệm ra mấy xe rồi. Cái con này là làm chứ em lem riết là chắc chết. Không ổn. Mới ra một tháng nè. Mắc 4 nè. Cái gì? Ủa Olympus hả anh? Nó vẫn ra hả anh? Nó vẫn ra. Ồ trời, khiếp chưa? Trời nhẹ quá. Này F1 nè. Trời ơi. Muốn cặp này chơi không? Được. Đi chụp xuân đi. Chụp xuân anh, em cảm ơn anh hốt luôn. Thôi anh chụp chiếc chắc em cần tê lê quá thôi. Anh cho em cái ống quay thật quay được không? Quay. Tại vì em nghĩ là em sẽ chơi quay xuân á. Tại vì các em muốn lấy không khí của nó. Quay lấy con gì ta? Giờ chắc chỉ có 12, 60 thôi chứ không quay nhất rồi. Chính xác, 12, 60 được. Là góc 24 á nha. Góc 24 hả? 12 của nó là góc 24. Còn ủa vậy hả? Quay nó 9, 18 thôi đó là không có. Ok, rồi mình dừng xíu nha. Trời, ảnh ra, ảnh che áp lực quá, khoé 3 cái luôn nè các bạn. Xỉu luôn. Trời. Mấy gì đâu. Dạ vâng, trời ơi tuyệt vời. Các bạn thấy không?
ngoài cái chuyện các bạn mua máy, các bạn được tư vấn máy rồi được cho xài nữa, trời ơi chắc chết. Ok, good. Rồi tí mình review nha. Ok, chào các bạn. Bữa nay mình tới LP thì ngay cái quầy Sunny hình như anh Quách hiện toàn nói là bán hết bả rồi. Còn nhiều đó. Ok. Wow. Ok. Bán hết nha các bạn. Qua năm mua tiếp nha. Giờ nó chốt sổ bả rồi. Nghe đồn nghe mắc cười quá, phải quay lại chịu không được. Ok, hay quá. À dạ. À, các bạn nhớ có gì qua đây mua nha. Trời ơi, đắt hàng quá, khủng khiếp thật. Ok, LP rất là vui. Các bạn nhiều lúc không cần qua để mua hàng nữa, thiệt qua ngắm được, ngắm anh Toàn dễ thương đó. Bởi không cần đâu nha, không cần phải nhiều đâu. Đơn giản thôi nè, ai thấy chữ không? Bán lỗ gì đam mê. Không có chỗ nào như chỗ này đâu. Vui lắm. Và ngoài ra các bạn thấy là có những cái phần thưởng nha. Thấy chưa? Không phải muốn có cái bảng này là có đâu nha bạn, mua không có được đâu. Nó phải có sự uy tín và có cái giá trị của từng năm mới ra được những cái bảng này các bạn. Ok. Rồi, tí thôi mình review, đợi xíu nha. Ok.